Thưa sư, trong nhiều bài kinh, ví dụ như bài kinh Pháp Cú Đề Bà Đạt Đa Đắc Y Không Tương Xứng, hoặc chuyện tiền thân của Bồ Tát trong tiểu bộ kinh, thì động vật có thể giao tiếp với loài người. Sư cho con hỏi, đó là do phước của Bồ Tát nên mới có thể giao tiếp với loài người khi Ngài không mang thân người hay như thế nào? Thưa quý vị, là nó cái loài thú á, nó có cách giao tiếp, nó có ngôn ngữ của loài thú. Và loài người bây giờ thờ Đức Phật á, họ có những cái phương pháp gọi là học đọc hiểu âm thanh của loài thú. Quý vị xem trong kinh Sa Môn Quả, xem trong kinh Sa Môn Quả thì có một số nghề là một vị sa môn, một số việc một vị sa môn là không có nên bàn luận, không có nên học. Ví dụ như là học về cái cách hiểu tiếng chim, rồi hiểu cái tiếng nói của loài thú, thì vị ấy không có nên học. Thông qua những cái đoạn kinh đó, chúng ta biết là cái thời xưa đó là có những cái phương pháp để mà học hiểu cái ngôn ngữ của loài thú đấy, mà chẳng qua là do bây giờ thì bị thất truyền. Cái sự thất truyền đó thì nhiều lắm, mà cái việc mà học hiểu cái ngôn ngữ của loài thú là một trong số đó. Ngoài ra đó, có một số cái chuyện tiền thân thì nếu mà quý vị thấy nó phong thần quá đó thì thôi, tại vì cái này là nó cũng thuộc cái dạng là để qua một bên ấy. Thì cái nào mà quý vị tin được thì tin, còn không tin được thì thôi. Nhất là trong những cái chuyện tiền thân ha, trong những chuyện tiền thân.